Sun Ji-hyun vượt mặt Song Hye-kyo trở thành nữ hoàng bất động sản khi tậu thêm tòa nhà siêu đắt đỏ. Theo BizKorea, Sun Ji-hyun đã mua một tòa nhà thương mại ở phường Daejeon, quận Gyeongseo, Seoul với giá 50,5 tỷ won, khoảng 941 tỷ Việt Nam đồng, từ ngân hàng Kukmin vào ngày 25 tháng trước. Tòa nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn 5.098 m2 mà Mở Chánh mua được, được xây dựng bởi AF Plus Access Development, một nhà phát triển bất động sản do tập đoàn Akyong và Hiệp hội Viện trợ Quân sự đồng thành lập. Hiện tại, LG Best Shop, một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ tòa nhà trong vòng 10 năm với giá 600 triệu won, 11,8 tỷ Việt Nam đồng, từ tháng 3 năm 2019. Sun Ji-hyun đã hoàn tất việc đăng ký chuyển quyền sở hữu chỉ 3 tuần sau khi ký hợp đồng mua bán vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Tại thời điểm mua, do ngân hàng Shinhan đã thiết lập quyền sở hữu cơ sở hạ tầng tối đa 33,6 tỷ won, 120% số tiền cho vay thông thường tại tòa nhà này. Ước tính số tiền mua thực tế là 22,5 tỷ won và số tiền cho vay thế chấp bất động sản là 28 tỷ won. Vào tháng 9 năm ngoái, Sun Ji-hyun đã bán một tòa nhà thương mại 5 tầng ở phường Naeyeon, quận Gangnam, Seoul với giá 23,5 tỷ won, cao hơn 14,9 tỷ won so với giá mua năm 2008. Người ta ước tính rằng nữ diễn viên vì sao đưa anh tới đã tái đầu tư bất động sản bằng số lẻ này. Được biết, Sun Ji-hyun đang sở hữu 4 bất động sản ở Seoul. Nếu không tính căn hộ Apart Samsung ở quận Gangnam, thì còn lại là 3 bất động sản thương mại, gồm tòa nhà ở phường Daejeon, quận Gyeongseo, tòa nhà ở phường Acheon, quận Gyeongsang và tòa nhà ở phường Samsung, quận Gangnam. Hiện tại, ước tính giá trị của 3 bất động sản thương mại mà Sun Ji-hyun sở hữu lên tới 88,8 tỷ won, khoảng 1.655 tỷ Việt Nam đồng tính theo giá mua. Thành danh trong làng giải trí không chỉ mang về cho cô số thù lao hàng triệu đô cho mỗi bộ phim mà hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị. Sun Ji-hyun còn khiến thu nhập của mình tăng thêm rất nhiều lần trong lĩnh vực bất động sản. Theo tạp chí Asia Traveler, Sun Ji-hyun được trả 120.000 USD cho một tập phim và là nữ diễn viên có thù lao đóng phim cao nhất Hàn Quốc. Xét cả dàn diễn viên nam và nữ, thu nhập của cô chỉ đứng sau Kim Soo-hyun 600.000 USD một tập. Như vậy, cô đã vượt qua nhiều diễn viên cùng thời cũng sở hữu hình ảnh và nhan sắc lộng lẫy không kém để có được vị trí này. Không chỉ có sự nghiệp điện ảnh đắt giá, mà Sun Ji-hyun còn được xem như một trong những biểu tượng thời trang nhờ gương mặt đẹp và chiều cao 1m73 cân đối. Cô là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được xuất hiện trên tạp chí Vogue của Mỹ. Sau nữ vì sao đưa anh tới cũng là đại sứ Hàn Quốc đầu tiên của Alexander McQueen, thương hiệu thời trang cao cấp nước Anh. Bất cứ món đồ nào cô sử dụng đều trở nên cháy hàng ngay sau đó. Năm 2012, nữ diễn viên Sun Ji-hyun kết hôn với Cho Sun-hyuk, một người bạn mà cô đã quen biết từ thời trung học. Gia đình Cho Sun-hyuk có truyền thống kinh doanh trong ngành thép. Sau khoảng thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, Cho Sun-hyuk quay về tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình, cũng như phát triển một số hoạt động kinh doanh riêng. Theo đánh giá của một số tờ tin tức tài chính tại Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh của Cho Sun-hyuk đang phát triển tốt đẹp. Điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ Sun Ji-hyun bởi cô không chỉ làm dâu nhà đại gia mà còn khéo chọn được người chồng tài giỏi, có thực lực. Vừa qua, thông tin Ji Jin-hyun ly hôn gây xôn xao dư luận làng giải trí Hàn Quốc. Theo phóng viên Kim Jong-ho, cô và CEO Cho Sun-hyuk ly thân từ tháng 12 năm 2012 bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Ngay sau đó, Sun Ji-hyun thông qua công ty quản lý phủ nhận tin đồn. Còn theo tin tức của Sport Donga, chồng của Sun Ji-hyun viết trên trang cá nhân, tôi vẫn muốn làm chồng của Sun Ji-hyun.